diễn ca lớn lên ca không ca trước đi rồi rồi đi vòng vòng ra đi vòng vòng đi tới luôn ra múa đâu coi múa hai nó múa đi múa coi rồi đi ra ngoài này ra ngoài này đổ chỗ cho ánh sáng ra rồi đứng đó quay lại ca rồi một con vịt luôn. Xin giới thiệu đây là bé dâu tây đến từ trường mẫu giáo mầm non Chi Tôn. Không, lên lớp 1. Lớp 1 của Chi Tôn sẽ ca một bản nhạc. Bản gì? Con vịt. Con vịt. Con vịt quay, rồi bắt đầu vô. Một con vịt để lên hai cái cánh. Nó kêu dầm cáp 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 cáp. Giang hồ nước nó bị bà bị bắn lúc lên múa coi lấy cây canh cho khô hết chưa hết rồi vỗ tay lên chào đồ đàng hoàng hết im gu vậy rồi đi qua nãy sao không chở Milo ra? Thôi nó đòi đi quá trời khắp vậy. Mày còn thua nó nữa nè. Bà còn mà gà tao có bự còn xanh nè. Nấu một đợt tiền nữa để hết còn ăn. Ăn mày. Thôi sáng mày. Mẹ hết kêu khỉ ca con bản 10.000 ca kêu ca thêm bản không ca thằng bản ở đây đang tao biết tao quay ca rồi thằng bản đây đứng đó ca luôn đi rồi rồi nó đây bản gì bản rồi chơi luôn nhanh đi.